Đây là Bộ Tư lệnh. Chúng tôi đã ra lệnh cho đại đội trinh sát số 1 vào vị trí điều viên mục tiêu theo yêu cầu của đồng chí. Đây là Bộ Tư lệnh. Chúng tôi đã tung lực lượng dự bị, hiện đang cơ động tiến đến hỗ trợ các anh. Trung đội thứ 2 từ Bộ Tư lệnh. Chúng tôi đã sẵn sàng yểm trợ hỏa lực pháo binh tối đa tại vị trí đồng chí chỉ định. Đây là Bộ Tư lệnh. Chúng tôi đã ra lệnh kích hoạt tên lửa đất đối không để hỗ trợ các đồng chí. Chúc may mắn. Trung đội thứ 2 từ Bộ Tư lệnh. Chúng tôi đã ra lệnh ngừng khai hỏa. Các đồng chí phải xoay sở mà không có chúng tôi giúp đỡ. Các đồng chí phải cố gắng chiến đấu.